Thưa quý khán giả, là những người con sống xa quê hương, dường như người Việt tại hải ngoại lúc nào cũng có một cảm giác chưa trọn vẹn về những món ăn tinh thần và truyền thống. Thế nhưng có một nét đẹp mà chỉ có chúng ta, những người Việt tại hải ngoại vẫn còn giữ được truyền thống dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. Từ năm 1995, phong tục đốt pháo đã bị mất đi trong khung cảnh Tết Việt Nam. Những năm tháng trước đó, mỗi lần Tết đến là hai bên đường phố ngập tràn sát pháo. Nhiều lúc cứ ngỡ mình đang đi trên một con đường trải thảm đỏ. Đêm giao thừa, người người nhà nhà đều nôn nức đón chờ giây phút năm mới đến. Đúng 12 giờ đêm, những tiếng pháo rộn ràng vang dội khắp nơi. Mùi hương của pháo cùng với không khí sum vầy của gia đình làm cho những cái Tết trở nên đầm ấm vui tươi hơn trong những phút đầu năm. Có khi cả gia đình hàng chục người đứng xem dây pháo đỏ nổ lớp bớp. Mọi người đều vui vẻ chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất và trao cho nhau những bao lì xì đỏ thắm sắc xuân. Vậy là đã 20 năm, người Việt Nam không còn thấy được những con đường đầy màu sắc như vậy. Đã rất lâu rồi, người Việt Nam không còn nghe tiếng pháo giòn tan trong mỗi dịp xuân về nữa. Thế nhưng đối với những người con xa xứ nơi đây, lại có một chút gì đó an ủi. Tuy xa quê hương đất nước, nhưng đêm giao thừa, chúng ta vẫn nghe được tiếng pháo nổ rộn ràng trong sự hào hứng của cả người lớn và con nít. Mùi thuốc pháo bỗng gợi trong chúng ta một chút gì đó náo nức, một chút gì đó vui tươi hơn một ngày Tết bị chìm đắm trong những tất bật lo toan của cuộc sống. Đốt pháo có từ bao giờ? Không ai có thể biết được điều này. Chỉ biết đầu năm đầu tháng mà đốt được bằng pháo thì có thể đuổi được ma quỷ và những điều xui xẻo của năm cũ. Truyền thống cho rằng, các loài ma quỷ rất sợ ánh sáng và tiếng nổ. Thế là người đời đã làm ra các cái pháo hồng nho nhỏ nổ thì rất to và vui tai. Người ta đốt pháo vào đủ các dịp, không chỉ đầu năm, mà còn cho pháo nổ vào ngày cưới hay vào các ngày khai trương để cho những điều không may tránh xa, để mọi người xung quanh được vui vẻ. Vậy pháo là cái gì mà được nhiều người mê mẩn tới như vậy? Pháo thời xưa thường được làm từ thuốc nổ đen với mấy phụ liệu khác được bọc trong một lớp giấy, thường là màu nóng như đỏ và hồng. Chỉ có thế thôi mà nó lại đem được niềm vui cũng như niềm hy vọng cho người Việt Nam vào mỗi dịp Tết truyền thống cả ngàn năm nay. Chỉ có nhiều đó mà người ta làm ra hàng trăm loại pháo, nào là những viên pháo đại to như bắp tay mà nổ một tiếng là vang trời vang đất, hay là những viên pháo chuột nhỏ bé, mấy đứa trẻ con cầm rượt nhau mà ném, tiếng pháo tiếng cười lại hòa lẫn vào nhau. Này lại có thêm các loại pháo thăng thiên hay còn gọi là pháo hoa. Loại này bắn lên trời thì ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Rồi còn đủ thứ loại pháo như pháo nện, pháo giật hay pháo đất. Mà loại nào cũng là để cho mọi người tiễn năm cũ và đón mừng năm mới. Ở Việt Nam bây giờ hầu như đã mất đi phong tục đốt pháo đầu xuân. Và các trẻ em thế hệ sau này không có chút hình nào của tiếng pháo và không khí đón đêm giao thừa như ngày xưa nữa. Còn tại đây, trong những ngày Tết, chỉ cần bước ra các khu người Việt là thấy họ tranh nhau đốt pháo. Cứ hết người này chờ người kia đốt xong thì đến lượt mình. Tranh nhau như vậy mà vui lắm. Những khu mua bán rất quen thuộc ta ghé qua hàng ngày, vậy mà tự nhiên có tiếng pháo lại thấy nó đặc biệt làm sao. Vui là thế, rộn ràng là thế, nhưng vẫn thấy trong lòng có chút nao nao buồn buồn vì phải đón Tết xa quê. Những ký ức ấy vẫn còn đọng mãi trong mỗi người chúng ta vì một cái Tết quê hương rộng rã tiếng pháo trong đêm giao thừa.